Vâng, chào anh em đã quay lại với chương chuyên mục xe. Hôm nay rất là vui, Tùng có cơ hội trải nghiệm chiếc Everest đời 2021. Hiện tại là xe đã sau khi ra mắt tại Thái Lan, thì hôm nay đã xe đã có mặt tại đại lý Phú Mỹ Ford bên quận 2. Thì cũng rất là có duyên với em nó là mình đã mượn được chiếc xe Everest đời 2021. Thì nói về cái phiên bản SUV 7 chỗ đời 2021 này, nó chỉ thay đổi một số cái chi tiết. Mình có thể nói đây là một bản facelift. Trước tiên mình sẽ nói về bên ngoại thất của dòng Ford Everest này. Trước tiên, các bạn thấy mặt ca lăng không? Đây là một cái điểm mới rất là đẹp. Nó đã thay đổi lại, bản trước thì có những cái đường chrome chạy song song với nhau, nhưng mà đây là những cái mặt rất là đẹp, nhìn nó góc cạnh hơn. Và trên nắp capo đã thêm chữ Everest, và cái thì còn cái nắp capo thì vẫn những cái đường gân dập nổi song song, trông rất là hầm hố, rất là đẹp. Và cái bộ đèn này thì Tùng rất là thích nha. Bộ đèn này nếu mà các bạn trải nghiệm vào ban đêm thì cái đèn nó sẽ có cái sự gọi là cảm biến với những cái xe ngược chiều đổ lại, nó sẽ tự điều tiết cái ánh sáng sao cho phù hợp để làm không chói mắt người đi đường. Đấy là một cái chi tiết rất là đáng giá. Thứ hai thì xe có một cái dải LED, đèn LED ban ngày, và cảm biến ngay kìa, đây cảm biến, và đèn sương mù vẫn là đèn halogen. Và chiếc xe thì đứng cạnh Tùng, đây là một bản Titanium, bản cao cấp nhất, và hai cầu. Bản này thì được trang bị động cơ là Biturbo, sản sinh công suất cực đại của nó lên 210 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại của nó tính 500 Nm, kết hợp hộp số tự động là 10 cấp. Thì một hồi Tùng sẽ vận hành trải nghiệm thử, từ lúc mà mình cảm nhận được thứ nhất về cái độ vọt của em nó, chế độ sang xuống rất là nhanh và rất là mượt. Đấy là một cái điểm mà Tùng rất là ưng ý trên chiếc xe này. Và dòng Everest 2 phiên bản 2021 này vẫn giữ nguyên kích thước so với cái bản tiền nhiệm. Nhưng mà về bên hông thì Tùng nói sẽ về bên hông về cái bộ mâm. Ở cái kích thước là độ dài của toàn thân xe là hơn 4m8, và trục cơ sở nó chính xác hơn là 2850mm. Và cái bánh xe vẫn giữ là size là 21 inch, nâng khoảng kháng gầm xe lên là 210mm. Nên là chúng ta đi ở trong điều kiện đường thành phố thì có những trời mưa ngập nước thì vô tư, ở cái nước mà từng một nửa mét trở lên thì vô tư. Rồi đây, bên hông xe thì có một cái miếng chrome để chiếc Biturbo. Bản này bản cao cấp nhất nha anh chị. Đây rất là đẹp. Và đèn thì hệ thống đèn đều là chỉnh điện hết. Và chúng ta có một cái đèn welcome ở đây, trông rất là đẹp, rất là tinh tế. Thì với phiên bản này thì ngoài không có thay đổi gì so với cái bản tiền nhiệm, chỉ những cái mặt ca lăng. Và thứ hai nữa, trong phân khúc SUV 7 chỗ thì Tùng thấy là cảm nhận được là cái dòng này nội thất rất là rộng như thế nào thì mời các bạn tiến lại gần hơn nữa để trước tiên chúng ta sẽ xem cái cốp xe này. Thứ nhất, cái trang bị mà trong dòng SUV 7 chỗ này cũng trong phân khúc SUV 7 chỗ, nhưng cốp xe thì nó là cốp xe sao ạ? Thấy không ạ? Cốp xe chúng ta chỉ cần đá là hệ thống đã lên điện, cốp toàn hệ thống cửa là đều chỉnh điện. Như các bạn có thể thấy là khoang hành lý, khi mà chúng ta vẫn giữ cái không gian vị cái cấu hình ghế là 232, thì dung tích để chúng ta để hành lý như này là nó đạt dung tích là 450 lít. Và cái hay ở đây nha, trong phân khúc SUV 7 chỗ thì anh này hàng ghế thứ ba lại là chỉnh điện, chúng ta chỉ cần bấm nút hệ thống đã gặp điện tự động, và nút bên đây các bạn có thể thấy không ạ, rất là rộng. Và khi mà chúng ta gặp hàng ghế thứ ba này, dung tích
đã đạt con số là 1.050 lít. Nếu gặp hàng ghế thứ hai lại thì chúng ta đạt con số gần hơn 2.000 lít và nó tạo thành một mặt phẳng, thì rất là phù hợp cho những gia đình nào mà gia đình chúng ta có 5 thành viên, gặp hàng ghế thứ ba lại mình có thể là ngồi ở phía sau này chơi thoải mái, để một cái tấm nệm có thể nằm trên đây luôn, rất là tuyệt vời. Và ở đây thì chúng ta hàng ghế thứ ba có một cái cổng sạc 12V, rất là tiện dụng, rất là tiện. Đấy, đó là khoang hành lý của chiếc xe Everest, và cửa cũng là hệ thống chỉnh điện, rất là tiện. Ở phía sau chúng ta có một camera nhé, camera cảm biến, và cản thì phối màu hai tông màu tương phản, cho cái phía sau nhìn nó tổng thể rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Cùng với cái mạc rơm nối hai cụm đèn stop đây trông rất là đẹp, và đều là đèn led, rất là đẹp. Rồi chắc chúng ta mời các bạn vào bên trong nội thất xem coi là ở cái phiên bản này nó có thay đổi gì không ha. Mời các bạn vào bên trong nội thất. Với chiều dài trục cơ sở của chiếc Ford Everest 2021 này dài là 2.850 mm, cho chúng ta ngồi hàng ghế thứ ba, như các bạn có thể thấy là Tùng ngồi rất là thoải mái. Trần từ đầu đến trần vẫn còn một cái khoảng trống, và đầu gối đến hàng ghế thứ hai vẫn còn khoảng trống, ngồi khá là thoải mái. Tùng tin chắc rằng những anh chị nào, những các bạn nào cao từ 1m7 ngồi, chúng ta ngồi hàng ghế thứ hai là ngồi hàng ghế thứ ba là rất là vô tư. Đấy, rất là rộng, và chúng ta cũng không phải lo vấn đề là nóng, tại vì xe trang bị là hai dàn lạnh, và các cái cửa gió ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đều được trang bị. Và xe này là bản Titanium, bản cao cấp nhất, nên được trang bị hệ thống sunroof cho chúng ta một cái không gian rất là sáng, và Tùng cảm thấy là rất là ưng với cái chiếc xe này. Rồi mời các bạn xem thêm ở hàng ghế thứ hai. Thì hàng ghế thứ hai thì ở cửa gió sẽ là trang bị trên cái trần, không phải là trên một cái con ngựa nữa, mà thay vào đó là hệ thống chỉnh gió, tốc độ gió sẽ là trang bị ở đây. Cổng sạc 12V cùng với cái cổng sạc 230V ra công suất là 150W, cho chúng ta có những cái ổ, khi mà những cái bếp từ mini á, khi mà chúng ta đi ra ngoài thì đây có thể là một cái trang bị rất là đáng giá cho chúng ta. Và cái ở hàng ghế thứ hai, Tùng thấy cũng cái này rất là thích, rất là tiện cho chúng ta với cái chiều cao là hơn 1m8 như vậy. Mình chỉ cần có bệ bước lên là cùng với tay nắm mình bước lên rất là dễ dàng khi mà chúng ta vào hàng ghế thứ hai. Và hàng ghế thứ hai thì như các bạn có thấy là Tùng đã ngồi hàng ghế thứ ba, nó rộng cỡ vậy rồi, thì mình ngồi ở hàng ghế thứ hai rộng, khoảng sáng rộng, rất là rộng luôn, mình nói rất là rộng. Và chúng ta có những cái trang bị như đèn đọc sách ngay tại đây, rất là tiện. Và xe này có hệ thống dàn lạnh, làm lạnh rất là nhanh, rất là sâu. Khi mà Tùng được trải nghiệm từ đại lý Phú Mỹ Ford đến chỗ điểm quay, thì xe này hiện tại thì đã có mặt tại Phú Mỹ Ford bên quận 2 để chúng ta đăng ký lấy thử. Thì Tùng sẽ để số hotline của Phú Mỹ Ford ở một bình luận, các bạn có thể liên hệ để chúng ta đăng ký trải nghiệm thử về cái dòng xe Ford Everest đời 2021 này. Rồi hãy mời các bạn chúng ta lên khoang thứ nhất để mà chúng ta trải nghiệm coi là xe này nó được trang bị những gì so với cái bản tiền nhiệm, và chúng ta sẽ chạy một vòng để xem coi là động cơ biturbo 2.0 lít này nó còn mạnh so với bản 3.2 hay không. Mời các bạn. Chỉnh điện á, nó đã cắt giảm từ 8 hướng so với phiên bản trước, chỉ còn 6 hướng so với phiên bản này. Thì cái đó nó theo tôi nghĩ là nó không phải là cần thiết nói 6 hướng 8 hướng khi chúng ta sử dụng có cần hết đâu. Chỉ cần lên xuống điện là thấy ok rồi. Và nội thất thì đều bọc da với tông màu đen. Những cái mặt táp lô này kia cũng kích điệu đà thêm những cái đường gân nổi như thế này. Và bên đây thì có dòng Everest, rồi so với bản Titanium thì nó sẽ có những cái trang bị như đó, cùng với màn hình cảm ứng Scene 3, kết nối điện thoại đánh tay, Cruise Control, vân vân, vẫn tính năng đó thôi. Và xe được trang bị là tổng cộng là 7 túi khí. Và xe này thì hiện tại là đang có bên đã có mặt tại đại lý Phú Mỹ Ford, thì các bạn cần trải nghiệm và lái thử thì chúng ta có thể liên hệ sớm. Xe này thì là 4x4, dẫn động 4 bánh,
hai cầu. Thì ở đây là có những rất là nhiều chế độ chúng ta lái, lái bình thường hay lái thời tiết tất tần tật, nó rất là nhiều. Thì hôm mời các bạn lên xe, chúng ta sẽ trải nghiệm một vòng. Thì xe này nó rất là nhiều chế độ lái. Mình ở đang trong một cái khu đô thị, mình sẽ để chế độ comfort, cũng không cần để mà mình để chế độ S hay gì đó. Rồi, mời các bạn cùng trải nghiệm chiếc xe Ford Everest 2021. Xe này được trang bị hộp số là 10 cấp. Khi mà Tùng để chữ D, mình nhả chân ga thì xe nó đã chạy khởi hành, và bây giờ là một trên đường thẳng thì Tùng giữ chân ga luôn ở dòng tour là hơn 2000, và để mình Tùng sẽ cảm nhận coi là hộp số 10 cấp nó chuyển số nhanh như thế nào, linh hoạt thế nào, mượt như thế nào. Các bạn có thể cảm nhận được cùng Tùng không ạ? Nó rất là mượt, tự auto vào số rất là mượt ở dải tốc độ cùng cấp, ở dải tốc độ đúng tốc độ là hệ thống tự auto chuyển số rất là mượt, và mình cảm nhận là không có bị giật cục. Và xe này thì so với phiên bản cũ sẽ nó sẽ có cái gọi là cắt giảm, tiết giảm cái độ cách âm, nhưng mà mình cứ nghĩ là xe nó sẽ ồn lắm, nhưng mà thật sự ngồi trên xe này rất là êm. Mình ngồi xe này máy dầu, mình cứ nghĩ là máy xăng, rất là êm. Rồi, hệ thống vô lăng xe rất là cồng kềnh, nhưng mà hệ thống vô lăng rất là nhẹ, vận hành rất là mượt, rất là nuột. Ở phiên bản cũ thì cũng nhiều khách hàng và các cái trang mạng xã hội có phàn nàn, trong cái hội nhóm thì có phàn nàn là vấn đề là chảy dầu gì đó. Nhưng mà ở phiên bản này thì nhà máy cũng đã khắc phục được cái sự cố, hy vọng là sẽ không có tình trạng đó. Và để đây là chỉ là một cái đánh giá nhanh, thì hy vọng là sẽ có một cái bản xe demo để anh em mượn được xe trải nghiệm nhiều hơn, có cái đánh giá chi tiết và sâu sát hơn. Thì tới đây thì trước khi kết thúc cái clip này thì Tùng có để số hotline ở dưới một bình luận. Các bạn muốn trải nghiệm hay là muốn lấy thử chiếc xe này thì có thể liên hệ với số hotline của Tùng Kinh Doanh ở Phú Mỹ Ford. Xe đang có mặt tại Phú Mỹ Ford. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Đó là những trải nghiệm nhanh về mẫu xe Ford Everest đời 2021. Bản này thì bản là bản Titanium, được trang bị động cơ là 2.0 Biturbo. Đó là những trải nghiệm nhanh. Nếu mà các bạn có muốn trải nghiệm lái thử chiếc này thì xin liên hệ đến hotline của Phú Mỹ Ford. Mình sẽ để số hotline ở một bình luận. Thì tới đây thì clip cũng hơi dài rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.